Đây có thể là một cái tập đầu tiên nói về xe trong Minh Show, liên tục những cái tập vừa phát sóng. Đối với thị trường Việt Nam, để là một người có thể gọi là dẫn đầu và một người có thể chia sẻ tất cả những cái ý tưởng về xe cho hiện tại và tương lai, có thể đó gọi là một gánh nặng cho một người phải đảm trách vai trò đó. Rất nhiều bài báo xưng tên của Minh với rất nhiều cái cách, giống như là ông Hoàng về tốc độ thì ông Minh đã có sở hữu, hay là một người chơi xe bậc nhất ở Việt Nam, hay là một người đại diện Việt Nam chơi với toàn cầu, đó là mọi người gọi. Đối với Minh nghĩ rằng là cái chuyện đó mình không bài xích. Mình phải có một chặng đường đủ dài, giống như mình nói hôm nay là hơn một thập kỷ đủ dài để mọi người có thể thấy những gì mình đã làm. Nhưng cái quan trọng là lúc mình làm á, mình có muốn cho người ta thấy mình là mày thấy tao nhất không? Thì mình nghĩ rằng cuộc đời mình chưa bao giờ mình nghĩ điều đó. Tại vì khi mình nghĩ mình là nhất á, là mình rất căng thẳng cho cái cuộc chơi của mình. Khi mình chọn một cái sở thích của mình là một chiếc xe phải mắc nhất, phải độc nhất, phải hiếm nhất. Xin lỗi mọi người, chuyện đó không thể. Chuyện đó gần như không thể, đâu có một người nào sản xuất cho mình một chiếc xe. Nếu mình có tư duy đó, mình chỉ có unique một chiếc trên toàn cầu thì mình mới dám nói với mọi người là như thế. Còn mình chỉ là một quốc gia nhỏ, mình cũng chỉ là một người bé nhỏ so với rất nhiều người bạn của mình mà họ chơi xe còn khủng khiếp tại Việt Nam mà họ là một dạng hidden, không có xuất hiện với công chúng. Thì mình đứng ở một cái vai trò là mình cũng còn trẻ, mình cũng thích chia sẻ với mọi người đó. Và cái sự giấu giếm một chiếc xe thì nó cũng rất là khó, vì mọi người biết những cái xe mình nó là limited. Thì cái chuyện mà tạo sự khác biệt là mình tìm những cái gì đó nó gọi là độc lạ thì rất là nhiều người chọn. Nhưng mà để mình đứng ở cái cương vị gọi là độc tôn á, thì nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vì mình đã muốn chơi thì mình phải chơi với mọi người. Là từ mình mua Bugatti tới thời điểm Pagani với hiện tại, không có bạn chơi. Mình không có bạn chơi không phải đồng nghĩa là mình độc tôn, mà vấn đề là mình muốn có bạn nhưng mà chưa có bạn để chơi. Nó khác với lại là ê, có thằng kia nó chơi mình phải chơi hơn nó. Không, đừng làm điều đó. Tại vì một mình không thể nào chống đỡ toàn nước Việt Nam. Mà làm như vậy để chi? Cái suy nghĩ đó là tiêu cực, không nên là như vậy. Nên mình có những người bạn là họ chập chững chơi. Khi họ đến với mình một ly cà phê á, mình ngồi mình chia sẻ rất là thật lòng luôn. Những người đó cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, không tiện nói tên ra. Nhưng mà mọi người biết là thông thường một người mới chơi xe, họ sẽ thích chơi nhiều xe, cái gì cũng muốn sở hữu. Vậy con đường đó mình bước qua chưa? Có chứ, phải có đó. Ngày hôm nay mọi người mới nói là ông Minh ổng độc tôn. Không phải độc tôn, nhưng mà ông Minh cũng làm tích hợp ở Việt Nam. Thì phải trải qua nội nè, Lambo không, phải bao nhiêu chiếc xe, phè không, phải bao nhiêu chiếc xe, Range Rover phải như thế nào, Bentley phải như thế nào. Rất nhiều cái hãng xe mà mình đều phải trải qua. Nhưng cái gì mình cũng muốn bỏ trong nhà đó. Thì mình bỏ trong nhà nó đâu có sao đâu. Nhưng mà khi mình bỏ trong nhà nhiều, cái bắt đầu mình ngồi mình nhìn mình thấy, cái lúc này bắt đầu mình phải chuyển dịch nó đi để mình tìm một cảm xúc khác. Thì cái việc sở hữu nhiều xe nó đâu có sai, nhưng nó phải vượt qua, giống như con nít phải đi học từ dưới lên. Mọi người có thể thấy là khi mình có nguyên một cái dàn xe rất là lớn thì mình mới dời những cái xe đó để mình chọn lựa lại những cái xe ít lại và nó đặc biệt hơn. Vậy đúng hay sai? Vì rất nhiều người nằm ở top của thế giới, họ đang sở hữu 500 chiếc, 1.000, 2.000 chiếc với một những cái dinh thự, những cái warehouse rất là lớn, hay là có những cái gọi là bảo tàng về xe. Họ đâu có sai đâu. Vậy mình đang sai hay mình đang đúng? Ok, mình chơi theo điều kiện kinh tế của mình là thứ nhất. Thứ hai, mình phải chơi theo cảm xúc của mình.
nên mình đang có ít xe, mình mua nhiều xe là đúng, cũng là sai. Thì nếu mình nhìn lại cái chặng đường của trước kia và hôm nay thì mình có thể nói rằng biết vậy xưa không mua nhiều xe đỡ tốn, mua hôm nay mua một chiếc cho nhanh. It's ok, nó cũng hợp lý. Nhưng nếu mình không mua nhiều xe, sao mình biết cái gì nó hợp với mình? Rồi bây giờ mình có nhiều xe, mình đẩy nó đi thì mọi người kêu là hết tiền bán xe, chỉ giờ gom tiền mua một chiếc xe. Trời, đủ thứ trên đời hết. It's ok, quan trọng tôi thấy tôi là đúng. Nên mình hay chia sẻ mọi người rằng ok, em có thấy rằng, hay là anh em, cô dì chú bác, mọi người có thấy rằng là mình đang chơi xe, có nhiều xe như nè, rồi cuối cùng bán hết, chơi hypercar, đúng không? Nhanh gọn lẹ. Nếu các bạn muốn nổi tiếng nhanh, các bạn muốn đỡ tốn kém chi phí, nên điều đó. Nhưng nó bù ngược lại, các bạn không có sự trải nghiệm của nhiều xe. Đó là một option. Còn bạn chọn option rằng là tôi không cần một cái xe hit, tôi cần có nhiều xe để trải nghiệm. It's ok. Tức nghĩa là Minh chỉ là người chia sẻ là cảm xúc hồi xưa của tôi là vậy, cảm xúc của tôi hôm nay là vậy, tương lai của tôi chưa biết. Thì mọi người có thể cùng nhau để chọn cái option, để tránh cái trường hợp là ồ anh Minh ơi sao hồi xưa anh không nói em nghe, trời tự nhiên anh em thấy anh chơi cái anh đi theo. Thì rõ ràng có những bạn đi theo, bạn đi theo xong cái bạn bỏ cuộc chơi luôn. Tức nghĩa là nhiều cảm xúc quá rồi bạn không biết bạn chọn cái cảm xúc nào luôn. Rồi các bạn thấy một cái gì đó nó hay hơn, rồi bạn bỏ cuộc chơi xe luôn. Lại có những người bạn là như vậy. Nên rằng là mình có nhiều xe, mình lại chọn những chiếc xe mà nó có câu chuyện, nó có giá trị có thể có, rồi lại có câu chuyện đối với mình, thì nó là best, nó tốt nhất cho mình vào thời điểm này. Đúng không ạ? Thì vào thời điểm này, lại mình lại muốn quay ngược lại, muốn có nhiều xe. Nhưng mà bây giờ có nhiều xe là có nhiều xe có giá trị và có câu chuyện, hay có nhiều xe không có giá trị mà có câu chuyện, thì lại là cảm xúc của mỗi người. Cái quan trọng mình cứ sống với cảm xúc của mình, nó là đúng. Nhưng đừng bao giờ bắt người khác sống theo cảm xúc của mình, hay mình dạy người khác là cảm xúc của bạn đang không trúng. Nhưng mình có một cái quyền nên làm là chia sẻ cảm xúc, và họ theo gì thì họ sẽ là theo. Thì như vậy mình không cần ở vị trí độc tôn, nhưng luôn luôn là mình người dẫn đầu chia sẻ về cảm xúc. Vì mình phải bỏ rất nhiều tiền và mình bỏ rất nhiều thời gian thì mình mới có được giá trị lịch sử đó, có được bài học đó. Tại sao không chia sẻ với mọi người? Thì đối với mình, giá trị nó nằm đó. Nghĩa là khi mọi người mà để ý á, là khi anh Minh, khi Minh đã sưu tầm tới một xe Bugatti, và từ lúc mua cho đến lúc nó bán đi không qua được 1000 mile, không qua được 1000 cây. Một chiếc xe tính triệu đô vào thời điểm đấy khủng khiếp tới như vậy mà không qua được 1000 cây. Minh nhớ khoảng chừng 500-700 cây, và nó chỉ ra đường với Minh đúng 3 lần. Một chiếc xe là vào thời điểm đăng kiểm hình như 1-2 lần, xin lỗi, 1-2 lần uống cà phê rất là ngắn ngủi, và một lần cuối cùng là xe để lâu quá phải gọi maintenance từ nước ngoài qua, trả lúc đó cũng khá nhiều tiền. Maintenance vừa xong đúng tuần lễ sau bán xe. Ba Minh còn hỏi một câu đơn giản, ủa mày maintenance chi vậy Minh? Dạ con cũng không biết, tự nhiên hôm đó con maintenance xong cái bán luôn. Tức là vào cái chuyện mà để chạy chiếc xe như mọi người đang chạy là Minh đã không còn cái cảm giác đó lâu lâu lắm luôn rồi. Không phải là có những cái gạch đầu dòng mọi người sẽ nói không, ông Minh ông sợ tốn tiền xăng, ông Minh ông sợ hư xe, ông Minh ông không biết chạy xe, ông Minh ông mua về ông khoe của, ông show off. Nếu các bạn nói như vậy á, các bạn sẽ nói rất là nhiều người trên thế giới. Rất là nhiều người. Vì rất nhiều người trên thế giới họ cũng đang làm như Minh. Mỗi người họ có một cái cách chơi. Nhưng khi các bạn đi lên tới hypercar, gần như không có ai mà chạy xe như xe đò cả. Người ta chỉ chạy cái xe để nắm những cái moment mà người ta thích. Thế giới họ hơn ở Việt Nam mình là họ có cả một cái club của Pagani không, hoặc có những cái event về xe rất là lớn. Họ có nhiều cái môi trường để những cái người mà sở hữu những cái hypercar họ join vào đó để họ có nhiều các bạn hơn. Nhưng ở Việt Nam, xin lỗi, vào thời điểm Bugatti, thời điểm Pagani, it's okay, only me. Chơi với ai giờ? Đúng không ạ?
thì mình không có người để mình chơi, thì mình buộc mình phải học lại những cái khía cạnh của những người của top của thế giới, là người ta collection, họ là những người collector, họ nhìn cái xe đó thì mình buộc mình phải học cảm giác đó. Và sau khi mình học mà mình thử cái mình thấy ồ, đúng cái mình đang muốn. Do đó là từ Bugatti tới Pagani và bây giờ xin thăm sắp tới những cái xe về, nó cũng là sẽ là như vậy. Vậy thì có phải mua xe về là phải chạy không? Chắc chắn. Chạy nhiều hay ít là do cảm giác của mỗi người. Còn mà một người mà mua chiếc xe về để khoe của là một nhân tố hoàn toàn khác. Có rất nhiều cách để đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng cảm xúc mới là người quan, cái là điều quan trọng nhất của bất kỳ một người nào đối với một ngành nghề nào. Họa sĩ cũng cần cảm xúc, ca sĩ cũng cần cảm xúc, đúng không? Nhà thiết kế cũng cần cảm xúc, người làm phim cũng cần cảm xúc, diễn viên đi diễn cũng phải cần cảm xúc, kể cả mình ngồi đây mình cũng phải có mood chứ. Thì tại sao mà mình cứ đổ đồng mình bắt người ta phải cầm cái xe ra để chạy, đúng không ạ? Vậy thì các bạn lại đây, các bạn nhìn với mình ngồi góc đó, giống như một cái buổi quay như thế này, chỉ cần nhìn sơ nó cũng thấy thương nó rồi, thì đó là một cái cảm xúc. Còn chuyện mình trải nghiệm thì mọi người đã thấy là Pagani đã ra tới Đà Nẵng, Huế, đã quay một cái thước phim mất hết hôm đó khoảng 7 ngày để quay có một cái đoạn khoảng chừng, mình nhớ không nhầm là nó khoảng chừng có 3 phút. Mà chắc mọi người lâu quá mọi người không xem thì có thể lên kênh YouTube của mình xem lại. Để một người sở hữu một cái khối tài sản như thế này, để một người đam mê xe khủng khiếp như thế này mà phải di chuyển những cái xe để quay lại những cái short phim, mà với cả cái ekip hàng chục người đầu tư biết bao nhiêu tiền, chắc chắn tiền tỷ là phải trên đó rồi. Chỉ lấy lại có 3 phút moment mà mình phải bỏ biết bao nhiêu thời gian để làm những cái việc như thế. Cái cảm xúc đó nó còn sướng hơn cái chuyện mà cầm lái chạy 100 mai, 200 mai. Còn chuyện chạy 100 mai, 200 mai chạy chưa? Chạy rồi mà, chứ đâu phải không chạy. Chừng nào mình mua, từ lúc mình mua cho đến ngày mình bán mà mình không chạy, it's ok, các bạn có thể nói điều đó. Chẳng hạn như Bugatti mình cũng hơi tiếc, tức nghĩa là cái sự trải nghiệm cái xe nó hơi ngắn, nhưng cái cảm xúc vào thời điểm đó thì nó lại thích nhìn hơn. Thì quay qua Pagani thì mình mới hôm trước chạy ít quá, hôm nay mình chạy nhiều hơn. Nhưng cái chạy của mình là không phải chỉ chạy biểu diễn, chạy vòng vòng mà mình chạy ở những cái khoảnh khắc, những cái cung đường. Các bạn biết để ship một chiếc Pagani này ra ở ngay đèo Hải Vân, mà trên đèo các bạn biết nó ngoằn ngoèo, nó phức tạp, mà xe phải chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, không dưới 20 round. Chỉ để quay vào thời điểm đó, mình nhớ trên cái clip nó chỉ khoảng chừng 5 giây tới 7 giây. Mà mình phải là người tự chạy, lên rồi xuống, rồi lên rồi xuống, mà các bạn biết có nó cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mình phải tạo sự an toàn cho cả giao thông, cho bản thân mình, cho cả ekip, mà vào lỡ mưa, gió, đủ thứ. Như vậy thì cảm xúc của một người chơi xe nó nhiều không ạ? Khủng khiếp như thế nào? Đó, đam mê đó nó khủng khiếp tới đó. Đó, nên là làm mình phải nên yêu quý những cái sự cảm xúc mà mình đặt ra. Thì mỗi người sẽ có moment. Nên là các bạn thì thích chạy, mình cũng thích chạy. Các bạn có thích nhăn ngắm chưa? Có thể chưa? Hôm nay học thử cái đó thì nó như thế nào. Đó, thì cảm giác của Pagani không cần phải chạy. Chạy thì nó cảm giác khác, còn hiện tại là mình ngắm là chính. Nên là cảm xúc mà người bên cạnh đối với mình cũng có hay hỏi vợ mình, Mina, vợ thấy chồng chạy và vợ thấy chồng ngắm, vợ thấy như thế nào? Vợ mình đơn giản lắm, tôi không biết. Tại sao? Tại tôi đâu có thích xe. Mình nghe nó hơi hoảng hốt, tức nghĩa là một người chồng mình là coi như là rất là hot trong cái giới chơi xe, mà lấy một người vợ mà họ không có khe cái việc chiếc xe nó là như thế nào, nhiều khi cũng buồn đó. Thì như vậy thì đã người bên cạnh cũng không có happy với xe lắm, giờ mình chạy với ai, đúng không ạ? Nó khó quá, nên thôi rồi ngắm luôn cho rồi. Thì sau khi ngắm thì mình mới nghĩ ra ok, mình phải nên shooting với nó, chụp ảnh lên những cái concept, hay là làm những cái clip như thế này để chia sẻ với mọi người hiểu hơn và mọi người có thể enjoy với cái moment của mình thì sao, với những cái cảm xúc mình và ngắm. Khỏi có Pagani, các bạn có thể có một chiếc Jupiter, Exciton gì đó của Yamaha hay BC hay cái gì đó mình không biết, vào thời điểm này SH ra thử ngồi ngắm nó coi nào, nhiều khi nó phê lắm đấy. Cảm xúc nó rất là nhiều cái khía cạnh, thì có thể đối với mình có thể chia sẻ với mọi người. Đối một chiếc xe, tất nhiên việc chạy
là cái cảm xúc chắc chắn phải là đầu mà ai cũng thích. Thì đối với Pagani á, là một cái cảm giác khi mà lên xe vô số là kêu cạch cạch cạch, là một cái cảm giác mình nghe tiếng. Sau đó mình đá số lên, rồi mình chạy sport, mình chạy bằng số tay ở trên này, mình điều khiển. Thì mọi người hiểu là khi mình, Minh thì thích có một cái chế độ là tắt cái chống trượt. Thì khi mình đạp cái chân ga nó rip vậy nè, nhẹ cái bánh đó, nó xoáy, xong nó xoáy nhẹ qua đây, cái xoáy nhẹ qua đây. Minh có thể chọn 3 chiếc xe trong cuộc đời tính tới thời điểm hiện tại là có cảm xúc nhiều nhất. Tính tới thời điểm này cho mọi người 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Mọi người đoán sai chắc. Sẽ có những người comment vào trong cái lúc này. Nhớ nha, 5 giây này mọi người note ra là Minh thích xe nào trong 1, 2, 3. Chắc chắn sai. Chắc chắn sai. Không ai đúng hết đâu. Trừ người thân quá. Người chơi người thân quá đừng lên đây comment giùm cái. Một cái challenge nhỏ nhỏ cho vui thôi. Cái làm xe 3 chiếc là gọi là thích nhất. Lamborghini Murcielago SV, Pagani Huayra. Hết. Vậy chưa đủ 3 đúng không ạ? Chiếc thứ 3 On The Way. Nó chưa xuất hiện nhưng cảm xúc nó còn khủng khiếp. Thì nó đang là chiếc xe đang có nhiều cảm xúc nhất, có nhiều câu chuyện nhất, cái chuyện đánh dấu cột mốc của anh Minh lớn nhất trong hơn một thập kỷ chơi xe mà nó lại chưa xuất hiện. Nên đối với Minh thời điểm hiện tại nó là top. Nhưng khi nó chưa xuất hiện thì bây giờ quay ngược lại, có hai chiếc xe đã xuất hiện là Pagani và Lamborghini SV, Murcielago SV đây. Cho Minh chọn, Minh chọn Lambo. Nó đến với cuộc đời của Minh nó một cái cảm giác từ một người không có gì, từ một người cả nước Việt Nam này chẳng biết anh Minh là ai, từ một người chưa biết tốc độ là gì, từ một người chưa bao giờ có một chiếc sport car mà đậm đà như thế. Tất nhiên cái gì nó mới nhất đúng không ạ? Đến với mình thì có sẽ nhiều gạch đầu dòng nhất. Đó là cột mốc đầu tiên. Thì chiếc xe On The Way là cột mốc thứ hai. Pagani nằm ở giữa trung hòa một cái khoảng là anh Minh hết thê tốc độ rồi, anh Minh thích shooting hơn, anh Minh thích ngồi nhìn xe hơn. Thì Pagani nó là trung hòa cái cảm giác mà nó có thể là tồn tại tới thời điểm này nhiều nhất, tức nghĩa là thời gian nó đang có Minh nhiều nhất. Còn Lambo thì nó ở một cái số năm nó cũng không dài và nó đã ra đi. Còn Pagani thì vẫn đang tồn tại, nhưng mà cảm giác của hiện tại luôn luôn đang ấp ủ cho next. Nếu sau khi các bạn xem cái tập về Pagani này, các bạn hiểu được hơn về cách chơi xe của Minh, cũng biết là cái cảm xúc của Minh nằm đâu. Minh nghĩ rằng là tất cả những comment trên kênh truyền thông của Minh, cũng giống như tất cả các trang báo về xe hay là những trang nào quan tâm về cuộc đời của Minh, thì sẽ hiểu rõ là anh Minh đang làm gì. Để hiện tại có một số kênh truyền thông là họ chưa hiểu về Minh vì xưa giờ Minh không có chia sẻ, nên mọi người cứ nghĩ rằng là phải A, phải B, phải C, rồi lại so sánh A, B, C, D, người này, người nọ, người kia. Thì Minh nghĩ rằng là hôm nay là một cái buổi mà chia sẻ nhiều nhất trong cuộc đời chơi xe tính thời điểm này. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng, vui vẻ và thích thú với cái series tập này, chắc chắn mình sẽ làm tiếp. Mình trước giờ không có hứa suông và chỉ làm những gì được thì mới nói. Mọi người cũng có thể thấy là bẵng một khoảng thời gian mình chẳng nói gì trên Facebook, cái tên điện truyền thông mà mọi người cứ thấy xuất hiện có mỗi tập Minh Show, nó sẽ có một cái cung bậc cảm xúc. Thì vì cái kế hoạch cho những cái series của về xe trong tương lai, thực ra nó đã có. Mình mới mạnh miệng trong cái tập này, mình mới chia sẻ với mọi người. Và tin chắc rằng On The Way là một cột mốc đánh dấu một lịch sử của một người chơi xe tại Việt Nam mà đích danh đó là Minh, mọi người hay gọi là Minh Nhựa, sẽ làm cho mọi người có thể vỡ òa cảm xúc hơn. Và cho Minh giữ cảm xúc đó
vào những tập kế tiếp. Không hay không lấy tiền, nhưng mà có hay thì cho mình comment thả tim. It's okay, thank you.